trở lại ạ. Ước là một bố em được sống trở lại à? Vâng. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác anh chị, sáng hôm nay thì cháu được có đưa em Hưng là đi chợ sắm quần áo thôi. Bây giờ thì cháu Lực lại tiếp tục là xuống nhà em Hưng và chia sẻ một cái chút, một cái thước phim về cái cuộc sống hàng ngày của em. Khi mà người bố của em không còn ở với em thì em sẽ làm những công việc gì các bác nhá. Đấy, công việc đầu tiên thì bây giờ hai anh em sẽ đi về nhà đó. Và đi về nhà và cho em đi về nhà và giải thêm những cái tấm đệm này ra để cho buổi tối cho em Hưng thì em mới ngủ. Đi vào đường này luôn à? Rồi. Đường này là đường đi vào nhà bác đúng không? Nhà bác của em Hưng thì là ở phía bên này cô bác. Hai ngôi nhà thì cũng khá là gần nhau. Nhưng mà cô bác có thể nhìn thấy là ở phần phía bên ngoài thì ngôi nhà của bác cũng không có khang trang bao nhiêu cả. Đang chuẩn bị với ta đó, tầm á, nung xuống mở lên. Thế bác của em Hưng là vừa rồi cũng đi vừa đi nhà hàng xóm là ăn cơm về cô bác. À, bây giờ thì đi vào đường này luôn cô bác ạ. Đường bên kia thì không có vào nữa. Hưng nói rằng là cái đường bên này thì buổi tối là đi ra nhà bác thì nó sẽ nhanh hơn và tiện hơn. Với lại là nó trước kia thì đã bị rơi ra rồi đấy. Bác, bây giờ thì sẽ để bác của Hưng là cùng em Hưng là trải ra. Anh đi làm rồi à? Vâng. Anh nhà bác là đi làm đúng không? Thế là bạn này có tài cái tà học luôn chứ nhỉ? Ừ, chứ là chỉ bạn giống tài hơn đúng không? Giống tài à? Giống tài ra. Ừ, giống mình cũng là làm. Ừ. Thế là bây giờ là con của bác thì cũng đi làm xa rồi các bác ạ. Cô muốn là hai ông bà là ở nhà thôi. Vậy ở đây thì chị Giáo My cũng có nói với cháu Lực rằng là nếu mà nhà của em Hưng mà không có nệm có chăn ấy thì là mua cho em Hưng. Ở đây thì chăn thì cháu Lực nhìn thấy là có rồi. Đấy, mối nệm là chưa có thôi. Ôi, ra đây, nó bị. Đấy, Hưng trải cái tấm ga lên xuống. Tấm ga thì bao giờ mà giặt, bao giờ mà giặt thì sẽ bỏ cái tấm ga. Đấy là cái gối. Gối thì lấy cái gì để vào trong? Đây là cái gối. Ô, vừa rồi thì anh cũng quên mua là hai cái vỏ gối nhỉ. Để lần sau xuống thì anh mua là hai cái vỏ gối vào trong. Đi lấy quần áo để vào trong. Quần áo để á? Để lấy quần áo để tạo làm mối đã. Rồi thì ngày mai anh xuống anh sẽ mua cho. Các bác thì cũng vừa mới đi nhà có ăn cơm vào và nhìn thấy cháu Lực với lại em Hưng về cũng ra hộ em Hưng là trải cái chỗ ngủ. Rất là nhiệt tình cô bác ạ. Cái quần áo của Hưng thì chắc là bây giờ treo lên trên kia chứ Hưng. Chỗ này thì là may vừa luôn nhỉ. Đấy, hầu như là cái chỗ ngủ của Quân thì là chỗ ngủ của em Hưng ấy cô bác là dài vừa 1m6 luôn.
Ủa, ăn mua để cá lóc mà tứ vỏ đi à đi à là nó hơi hương á thiếu răng thiếu cả răng này hai tuần làm tứ này đi lại lùm mày một can tứ hương thì à đi ra chợ thì có vẻ là hơi rụt rè một chút cô bác ạ, cho nên là cái gì trong nhà thiếu thì cũng không có dám bảo cháu Lực, sợ rằng là mua nhiều tiền quá. Những cái quần áo này, những cái bộ này thì là vừa rồi nãy là cũng có mua thêm một cái áo chống nắng rồi đúng không? Vâng. Đi ra ngoài làm thì có thể là mặc áo chống nắng vào. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có rất là nhiều chai nhỏ. Những cái chai này là em để dành lại em đi đựng mật ong à? Vâng. À. Ở những cái khăn tang còn chưa kịp là cất đi cô bác, vẫn còn ở đây. Ôi, đây là nắp ép nhiều đấy. Trước con bé thì lấy chơi. Trước con bé là lấy chơi à? Cái áo này thì em có thể bỏ cái áo vest, áo khoác ở ngoài ra. Cái áo này thì cũng được là một anh ở trên nhà là gửi tặng cho em Hưng. Hiện tại thì cháu Lực cũng vừa mới chia sẻ cái hoàn cảnh của em Hưng thì có thể là các bác ở trên kênh thì còn vẫn chưa biết mấy. Ở đây thì nếu mà các bác ở trên kênh kéo đâu? Trên đấy hộ em rồi. Ôi trời ơi, sập rồi. Đấy dây gì buộc lên đi. Được chưa? Đến đâu? Đến, có. Đến à? Đấy, từ, để anh. Nhẹ thôi. Đấy, ở trên kênh có bác nào mà có những cái bộ quần áo mà không còn vừa hay là không còn dùng đến thì có thể cho Lực xin để cho Lực gửi cho em Hưng, để cho em Hưng có những cái bộ quần áo mà có thể là đi ra ngoài mặc nhiều hơn. Đây là anh cho cái này. Áo cộc tay là có 2 cái, thêm là 2 bộ đúng không? 2 cái mà. Lấy nhảy lên thì mới tới à? Cao quá không tới. Cao quá không tới ạ. À. Ô thế còn cái này là cái để làm gì đây cái này ấy? Ôi giời. Bắn cá. Súng bắn cá tự chế. Này là đi bắn cá à? Này là đi ra ngoài bờ suối bắn cá à? Vâng. Đấy là có thêm hai quần áo bộ nữa đúng không? Quần áo bộ này thì mình nhớ đến mùa hè ấy, thì là mình có thể là mặc đi ra ngoài. Ở nhà nữa. Hưng thì không biết là trong khoảng thời gian tới thì em có đi đâu để làm xa không cô bác. Nếu mà trong thời gian tới mà em đi đâu làm xa thì cháu Lực sẽ nói lên cho lên trên kênh cho các bác cùng biết. Bây giờ thì hiện tại là em vẫn còn đang ở nhà, cháu Lực vẫn chia sẻ cái cuộc sống của em lên. Cháu Lực cũng rất là mong muốn khi mà cháu Lực xuống chia sẻ cái hoàn cảnh của em Hưng lên thì cũng được các bác là đón nhận và yêu quý. Vậy mỗi lần nào cháu Lực đi xuống thì cũng đều thấy bác của em Hưng là đi sang bên để mà nói chuyện mọi cái.
Bác thì không biết là nói tiếng phổ thông của bác, chỉ biết nói tiếng Nùng thôi. Như ngày hôm nay thì về đến nhà thì một tí nữa em có đi đâu làm gì không? Không. Phải... Hưng thì ngày hôm nay ở nhà thì em hay đi làm việc gì? Một tí em đi lấy củi ạ. Lấy củi à? Ừ. Lấy củi về như này thì lấy để trong nhà bác thôi chứ? Em lấy đi. Lấy đi đâu? Đi bán. Lấy đi bán á? Lấy đi bán thì ở đây thì đến tận xá bán hay là tận đâu bán? Ừ. Chưa có người mua, có người chưa biết đâu. Nhưng mà em ở như hôm thì có ở nhà thì nếu mà không có việc gì làm thì có đi hộ bác lấy cỏ không? Có. Đi hộ bác lấy cỏ à? Ừ. Nếu mà ở bên ngoài không có ai thuê mình đi làm thì mình mới ra nhà hộ bác lấy cỏ đúng không? Vâng. Không ra hộ bác lấy cỏ thì buổi tối là có ăn cơm nhà bác không? Ừ. Có. Buổi tối là ăn cơm nhà bác à? Ừ. À, một tí nữa thì khi mà em Hưng đi lấy củi, cháu Lực sẽ tiếp tục là cùng em Hưng đi lấy củi, xem là em ấy đi tận đầu lấy của bác đi vào trong ngôi nhà của Hưng. Thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên vài cái thước phim rồi, của bác cũng đã nhìn thấy là một ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà rộng. Thì ở bên trong cũng cháu Lực nhìn thấy là độ tầm là chiều ngang thì độ tầm 20, còn là chiều dài thì độ tầm là 15 gì đấy, nhưng mà vào trong ngôi nhà thì rất là ọt ẹt cô bác ạ. Ngồi lên trên tấm nệm thì có êm không? Có. Có à. Đấy, hôm nay thì buổi sáng này cháu đi có đưa em Hưng là đi mua quần áo này, nệm mọi cái cô bác. Hôm nay rất là sơ suất là quên là mua hai gối. Thì lần sau anh xuống thì anh sẽ mua cho em thêm là hai gối để buổi tối em còn ngủ. Vâng. Nhá. Rồi em Hưng thì buổi tối nay thì ngủ cái góc này là ngủ một mình rồi cô bác. Đấy, mỗi lần như độ tầm một tuần về trước thôi thì là em còn được ngủ đây, ngủ trong vòng tay của người bố. Cái cảm giác mà cảm xúc mà bây giờ em được ngồi trên một tấm nệm êm như này mà không có bố thì em như thế nào? Em có cảm thấy là trước kia bố của mình chưa từng bao giờ mà được ngủ những tấm nệm này chưa? Chưa. Vâng. Thế bây giờ nếu mà cái điều mà điều ước của em, điều ước lớn nhất của em thì điều ước đó là em muốn như nào? Em muốn bố em được sống trở lại ạ. Ước là muốn bố em được sống trở lại à? Vâng. Đấy, cái điều ước đấy thì có vẻ như là sẽ không còn để mà thực hiện nữa cô bác ạ. Chỉ là ở trong mơ thôi. Mấy hôm nay thì có còn nằm mơ nhìn thấy bố của mình về nói chuyện với mình không? Không. Không à? Vâng. Đấy, có lẽ là bố của em thì cũng ra thế giới bên kia rồi. Đấy, cũng chỉ biết là dõi theo em ở trong cái phần bóng tối thôi. Ừ. Đấy, bây giờ là mọi công việc của em, mọi cái gánh nặng của em thì sẽ để em một mình em gánh vác. Ừ, bố của em cũng biết là khi mà ra đi là không ai nhắm mắt đúng không? Đấy, chắc là nghĩ rằng là một cái khoản nợ mà để lại cho em rất là nhiều. Em thì còn bé nữa, không gánh vác nổi, cho nên là bố của em mới không có nhắm mắt được. Hôm nay thì em có đi đâu làm cái gì không? Hay là chỉ làm những công việc ở trong nhà thôi? Em đi lấy củi ạ. Đi lấy củi à? Vâng. Đi lấy củi ở xa không? Em đi lấy ở trong rừng. Trong rừng à? Vâng. Thế thì chiều mới đi hay là bây giờ đi luôn? Tí nữa đi ạ. Tí nữa đi à? Vâng. Anh thấy là ở dưới này thì cũng không còn củi nữa. Ở dưới sàn nhà em có củi không? Thế độ tầm mấy giờ thì em mới đi vào rừng lấy củi? Bây giờ em đi lấy củi để trên này cho nó khô. Để trên cái gác bếp à? Vâng. Bây giờ lấy củi ở tận đâu để? Dưới này còn một ít ạ. Dưới này còn một ít à? Vâng. Thì bây giờ hai anh em mình đi lấy luôn nhỉ? Vâng. Hãy để một tí nữa em còn đi vào rừng. À, ừ. Sau lấy củi và rừng cách nhà em thì xa không? Có à? Vâng. Thế là nếu mà lấy củi về thì tối nay ăn cơm ở nhà bác hay là tự một mình là nấu cơm ăn? Các em ăn ở nhà. Ăn ở nhà. Vâng. Thế còn là những cái hôm nào thì ăn cơm ở nhà bác?
Vâng. Những hôm nào mà em ăn cơm ở nhà bác? Hôm thì em giúp bác làm gì thì em mới dám ăn. Giúp bác làm gì thì em mới dám ăn à? Vâng. Thì bây giờ hai anh em mình đi xuống cái nhà là cái củi thôi nhỉ. Nhà thì có, nhà em có dao không? Nhà em dao thì nhà bác là sao? Dao nhà bác à? Vâng. Đi lấy củi dưới sàn nhà hay là tận đâu? Lấy lên để trên này đúng không? Vâng. Thì bây giờ hai anh em mình đi lấy dao nhá. Lấy dao về chặt nhưng mà để lên trên này một chút. Hưng thì bảo là ở trên này là hết củi rồi. Mày nữa sợ là nó không có khô kịp ấy. Thì để trên này cho nó gần hơn. Cái chỗ này thì hôm nọ là được làm bằng cái cây tre hay là cây tre à? Đan. Đan với nhau à? Vâng. Thế thì bây giờ nó sập đi đâu rồi? Sập lâu chưa? Sập. Sập hôm nọ. Sập hôm nọ à? Thế hôm nọ là mà đám ma cho bố thì mới sập đúng không? Vâng. Ngắn quá chắc không để vừa. Để căn cho nó dài dài tí thì mới để được chứ. Đây thì anh nhìn thấy là có khá là nhiều củi ấy. Củi này từ hôm nọ là người ta là đem ra cho à? Vâng. Hôm nọ khi mà làm đám ma đấy cô bác thì được các bác hàng xóm là mỗi người lấy ra cho một bó củi này thêm là một chút gạo nữa. Cái củi này thì liệu đem đi bán thì có ai mua không? Không ạ. Củi này không à? Thế là nếu mà mỗi lần mà em đi lấy vào trong rừng lấy thì là lấy củi to à? Không, to hơn một tí. Củi to hơn một tí thì người ta mới mua à? Ừ, củi này thì làm đám ma thì không có bán. Thế trước kia là em đã từng đi lấy củi đi bán chưa hay là bây giờ mới đi lấy củi đi bán? Em được lấy đi rồi. Lấy đi rồi à? Vâng. Những cái cột bên này thì có vẻ như là nó mục rất là nhiều rồi cô bác ạ. Cháu Lực nhìn thấy là hầu như là dưới chân này thì đã bị gọi là không còn để mà trụ được lâu nữa. Ở đây thì cháu Lực bẻ mạnh cái là nó bị bở ra luôn cô bác. Không có dám bẻ luôn. Anh đừng có đập nữa tí nữa. Cái cây này thì hình như là được làm bằng cây chảo hay sao nhỉ? Đúng không anh ạ? Đấy. Cây ở dưới nữa. Mấy cái cây cột này thì cháu được nhìn thấy là cũng khá là nghiêng nghiêng vẹo vẹo này cô bác. Máy nứa vào cái mùa mưa vào thì chắc chắn là sẽ mưa hớt vào trong nhà khá là nhiều đấy. Có ngủ của em thì có bị dột không? Trước ngủ với bố thì có bị dột không? Có một tí. Bị dột một tí à? Vâng. Em Hưng kể rằng là vào cái mùa mưa mưa nhiều quá cô bác là hai bố con là không có dám ngủ ở trong nhà luôn, là phải đi xuống dưới gầm sàn để mà ngủ ấy cô bác. Dưới gầm sàn thì không có là một con vật gì cả. Đấy, như cái chỗ mà làm bếp củi này cô bác này, cháu được nhìn thấy là chỗ này cũng hầu như bị thủng. Chỗ này là trước là bị cháy à? Vâng. Thấy là có dấu vết tích là như kiểu là có như kiểu đang như kiểu là vừa mới bị cháy xong. Hôm nọ thì ở nhà là đang làm mà ma với cô bác là đông người quá cho nên là phải là dùng cái cây này để mà trụ lên. Cái chỗ này thì ai làm cho không nói Hưng? Chỗ này là anh của nhà bác ạ. Anh của nhà bác là làm cho à? Vâng. Không là lên đông người quá là ngôi nhà sẽ bị sập luôn đấy nhỉ? Vâng. Mình phải nói là ở trên vùng cao của bác hầu như là bạn nhỏ nào cũng tự lập rất là sớm. Nhưng mà mỗi bạn nhỏ thì sẽ có một cái hoàn cảnh riêng. Như hoàn cảnh của các em mà không có bố không có mẹ thì sẽ là một hoàn cảnh mà đặc biệt hơn và vô cùng khó khăn. Phần đằng sau của em chỗ em Hưng ngủ của bác hầu như là chỗ kia cũng đã bị gọi là bị sạt và đi đâu mất rồi. Đấy. Trước kia là được bố Hưng là dùng cái tấm vải để mà che lại. Bay Hưng rồi.
Nên là lấy củi này là về để ở dưới gần cái bếp luôn, để mà lúc nào mình nấu cơm thì sẽ tiện hơn à. Vâng ạ. Đây thì xung quanh nhà đấy nhìn thấy là có khá là nhiều nhà ở gần tôi nhỉ. Cũng chưa thuộc dạng là nhà mà hẻo lánh quá các bác. Hàng xóm thì cháu Đức cũng thấy là chen chúc khá là nhiều ngôi nhà ở đây, thì rơi vào tầm độ là mười mấy hộ gia đình đang sinh sống là ở gần nhau. Cánh cửa thì cũng rất là nhỏ, chỉ có vừa là một người đi qua thôi. Nếu mà bê đồ nhiều quá thì còn là không có vừa luôn đấy. Là xếp ở dưới trong dưới này à? Vâng. Xếp ở đây à? Cái này là trước bố em làm. Trước bố em làm đấy à? Vâng. Hưng thì đã biết đi lấy củi để đi bán thì từ lâu chưa? Em biết từ lâu rồi. Từ lâu rồi à? Vâng. Đến lúc đấy là cả hai bố con là cùng đi bán à? Vâng. Trước bọn em còn đi lấy tít cây thông ở bên cái chỗ mà bố em ngã đấy, là lấy từ đấy sang là một cây to bằng này, là lấy trẻ ra là được mấy trăm nghìn. Là được mấy trăm nghìn luôn à? Ừ, hai bố con bác. Thế nhưng mà bác lấy từng đoạn một về. Nhưng mà bác thì đem lên tận xá để bán hay là ở gần đây có người mua không? Nếu mà được nhiều quá thì có người lấy xe. Nếu mà là bán thành khối đúng không? Đây ở trong nhà thì ở một mình ấy, thì là chịu khó là dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ một chút nhá. Quần áo cũ thì cái nào mà không mặc đến thì là để vào trong bao tải xong là cất đi nhá. Vâng. Rồi. Vậy buổi tối thì ngủ đây thì êm ấm rồi, không còn là lạnh lẽo nữa. Đang tranh thủ là trời nắng thì là đem chăn ra để mà phơi luôn nữa. Ôi cái áo bộ kia thì chưa giặt à? Vâng. Bao giờ thì mới đem đi giặt để mà trả? Chính xác. Nếu mà đem đi giặt thì tranh thủ đang trời nắng như này thôi, bây giờ thì đem đi giặt luôn. Nhà em thì nguồn nước ở đâu? Dùng chung với lại nhà bác à? Nếu mà em đi lấy tổ ong thì hay thường là đi vào bên nào lấy? Em đi bên kia. Thường là đi vào bên kia à? À, bên kia cháu được nhìn thấy là có rừng khá là nhiều các bác. Đi đường kia. Đi đường kia. Tại vì là cái nhà thấp quá cho nên là phải đi qua bên này, chứ là đi dưới sàn nhà là phải lấy củi. Cái củi này thì để mà nấu cơm thì được tầm bao nhiêu lâu nhỉ? Cái cuộc sống hàng ngày của em Hưng sau khi mà người bố mất là ở nhà đang dọn dẹp lại nhà cửa, và một mình em ấy tự làm thêm rất là nhiều công việc. Thế là em là dùng chung với lại nguồn nước nhà bác à? Vâng. Kéo nước này thì kéo ở tận đâu về Hưng? Cái chỗ rừng mà có cái nhà này em bảo đấy. Tít trên kia à? Kéo xuống là bao nhiêu cây? Nhưng mà đây là nước của nhà bác rồi đúng không? Vâng. Cái nhà em thì có nguồn nước nào không? Nhưng mà em được cái tách này thì bác lấy về thì dùng chung. À, là dùng chung đúng không? Vâng. Đấy là cái tách này là tách của nhà em đúng không? Vâng. Thế là nhà em là không có nguồn nước, là đi ra để nhà bác để mà em với lại bác dùng chung với nhau đúng không? Vâng.
Bây giờ thì cuộc sống ở Hưng thì sẽ dựa dẫm vào bác rất là nhiều cô bác ạ. Nhà bác thì cũng nhà thì các bạn nhìn thấy là cũng khá là hoàn cảnh thôi, để mà khá giả thì không có khá giả là bao nhiêu cả. Thấy nhà bác là còn có cái cố máy mà cái này là dùng để xay bột ngô, bột bột gạo này cô bác này. Này bác hút cả ngày tầm má này à, à Tài? Đây là hôm nọ là dùng để mà nghiền bột để làm keo mà làm nhà giấy cho bố em Hưng đúng không bác? Cái bộ quần áo này là quần áo để mà lúc mà em mặc tiến đường về bố về nơi cuối cùng nhất đúng không? Của anh nữa. Là của anh nữa à? Cái áo là áo tang của bác ạ. Vậy ở nhà làm xong hết việc ở nhà thì bắt đầu lại đi lấy củi về để cho bác. Thế tối nay là lấy củi cho bác là ăn cơm ở nhà à? Tối nay là ăn cơm ở nhà bác thôi chứ. Cái này thì hôm nọ là ai lấy rồi? Em với bác ạ. Nọ là em với bác lấy à? Cái này là trẻ xong hết rồi đúng không? Năm nay mới có 16 tuổi thôi, nhưng mà nhìn là cái dáng người của em Hưng thì để mà để mà bằng cái tuổi vàng thì chắc chắn là sẽ không bằng đâu. Đâu vàng đâu? Cái gì đây à? Trước kia thì bố con ở đấy thì hai bố con là đi lấy củi để mà xếp ra thành khối trẻ như này không? Trẻ. Có trẻ ra như này thì xếp thành khối à? Vâng. Xong là người ta là ra đến tận nhà. Là bố em chồng này, cái to này này. Cái to là bố em chồng à? Vâng. Cái này là của anh Liêm, cái này là của bác. Cái rừng. Cái này của anh Liêm, đây là của bác, đây là của bố em. Thế là rừng này là có phải rừng như em không? Không ạ, nhà bác. Anh thấy là trên kia người ta mới đào đất mới, có phải là bố em được chôn cất ở đấy không? Không phải à? Chỗ đấy là đường. Chỗ đấy là đường á? Ừ. Em Hưng thì còn rất là may mắn là còn bác ruột là gần nhà. Thì có gì thì bác còn giúp đỡ em. Nhưng mà ngược lại thì em ấy vẫn cũng phải là làm việc là giúp bác nữa. Lúc nào mà đi ra ngoài làm cái gì đấy thì là Hưng mặc áo dài tay vào nhá, áo chống nắng đấy. Này lấy nguyên cái cành to nó đi trước à? Vâng. Ban đêm mà em đi ngủ thì em có hay nhớ tới bố của mình không? Em có. Có đêm à? Vâng, em nhớ tới em mới còn sợ. Nhớ tới là mới còn sợ. Kiên dính bố. Hướng lần là nhấu ăn. Nặng quét đây.
Nặng à? Lấy vác là vừa vừa thôi, đừng vác nặng quá. Cái này hôm nọ là có cái gì mà đốt ở đây nhiều đấy hả Hưng? Đốt cái chăn chiếu với lại quần áo cho bố em. Đốt là quần áo cũ cho bố em à? Vâng, với quần chăn áo chiếu các kiểu. À, quần áo của bố em đúng không? Vâng. À, thế là đem ra tận đây để đốt à? Vâng ạ. À. Đây là đến buổi tối lại đi hộ bác để mà lấy cỏ à? Vâng ạ. Mỗi lần em đi lấy cỏ thì có đi xa không? Có. Đi xa à? Vâng. Bây giờ chắc em lại đi cắt cỏ. Bây giờ lại tiếp tục là đi cắt cỏ. Vâng. Thế là buổi tối nay là ăn cơm cùng với bác đúng không? Vâng. Thế là hôm nào mà em không đi đâu làm cái gì thì là phụ bác làm, xong là ăn cơm với bác. Vâng. Bây giờ thì nếu mà ở với bác thì cũng phải làm việc cho bác thì mới được cô bác, nếu mà ở chơi thì cũng không có được. Thế em có bao giờ có suy nghĩ rằng là ra ở với bác không? Em không ạ. Không ở à? Vâng. Tại vì là nhà mình đang nợ nhiều tiền cho nên là mình cũng phải ở riêng để mà làm. Vâng. Nếu mà bây giờ ở với bác thì để mà bác trả cái phần khoản ngân hàng thì chắc chắn là sẽ không có được cô bác ạ. Nhà bác thì gia đình cũng khó khăn, cũng chỉ giúp được em Hưng là bảo ban cho em Hưng để mà không cho em ấy rơi vào những cái tệ nạn mà xã hội thôi. Bây giờ là cũng về rồi à? Buộc chắc chưa đấy? Không mà tí nó tuột ra ấy. Có thể là nhìn thấy là những cái bó củi mà to hơn cả người của mình mà thấy em ấy nhấc lên cảm giác như là rất là nhẹ nhàng của bác. Ở đây thì em cũng đã đi đi lấy củi này, đi làm mọi cái rất là nhiều rồi, thành ra là em ấy tự tập rất là sớm. Ui, chết nhát chứ mà. Đi ra đồ hôn giỡn càng. Nhà bác thì ở bên ngoài cũng có được làm bằng hoàn toàn bằng những cái tre, cây nứa đâu các bác. Nhìn ngôi nhà của nhà bác thì có vẻ như là nghiêng khá là nhiều rồi. Hay ở trên này ấy. Là để đây luôn à? Vâng. Trong thời gian qua thì cũng được bác giúp đỡ em Hưng là về cái phần hậu sự của người bố của mình. Thì ở đây thì chắc là cũng mua từ khá là lâu rồi đấy nhỉ? Đúng rồi. Nhìn ở trên trong thì cũng có vẻ là bị vỡ ra đấy cô bác ạ. Mà anh xin nhé. Thì hôm nay thì một ngày mà cháu được đi theo em Hưng để chia sẻ về cái thức phim cái cuộc sống hàng ngày của em sau khi mà người bố của em ra đi, thì em là một mình em tự làm gì của bác. Những cái công việc như này thì chắc là trước em đã từng bố em là làm rất là nhiều lần rồi, cũng làm rất là nhiều đúng không? Vâng. Có bao giờ mà đi lấy củi một mình không trước ấy? Em có. Có à? Thế nhưng lúc đấy thì bố em đi đâu? Bố em đi vắng nhà, không có ở nhà. Không có ở nhà, ừ. Là một mình em tự đi à? Vâng. Em đã từng bao giờ một mình mà vác củi đi bán chưa? Em... Vác củi lên trên bán đấy, hay là chỉ đi lấy về để ở gần đường người ta lấy xe về chở? Vâng. Lấy xe về chở à? Vâng.
Nếu một khối thì nếu mà một khối củi thì bán được tầm bao nhiêu tiền với lại một bó củi? Một khối thì được 350. 350. Thế một bó như em vừa lấy về thì được bao nhiêu tiền? 30.000, 20.000. 30.000, 20.000 thôi. Vâng. Là một bó củi. Vâng. Đấy là một bó này mình còn vác phải lên tận nhà cho người ta đúng không? Vâng. Nói là bây giờ cái cuộc sống của em Hưng sau khi mà người bố của em ra đi thì một mình em ấy tự gánh vác mọi cái nữa. Bây giờ thì phải nói là còn rất là nhiều điều là còn phải lo, như tiền nợ ngân hàng này, tiền nợ ở bên ngoài nữa. Ở đây thì không phải là bố của em Hưng là đi lấy tiền về để mà đi chơi hay là đi đàn đúm này kia các bác. Có tiền về để thứ nhất là làm một cái ngôi nhà để ở, và thứ hai thì một khoản thứ hai là đi vay ở bên ngoài về để mà giả phần ngân hàng đấy. Nhưng mà sau khi mà bên ngân hàng người ta không nhận thì bố của em lại lấy tiền để đi mua về một con bò ấy. Sau khi mà mua về rồi thì lại không may là bò chết. Đấy, dẫn đến là nợ càng thêm nợ. Vâng. Bây giờ cái khoản tiền của em thì em có nghĩ ở trong đầu mình là đến năm bao nhiêu tuổi thì em mới giả hết không? Nếu mà cứ mà đi lấy củi để bán như này. Em thì làm thì tiết kiệm thì lúc nào đủ thì thôi. Lúc nào đủ thì thôi à? Vâng, làm thì lúc nào đủ thì thôi. Nếu mà để mà giả từng cục thì chắc chắn là không có giả được đâu. Có bao nhiêu thì giả bấy nhiêu. Hay sau khi mà anh chia sẻ lên, nếu mà có ông bà nào giúp đỡ em thì anh lại tiếp tục là đi xuống và đưa cho em để mà em giả. Hay nếu mà các bác mà ủng hộ nhiều thì anh sẽ để, lúc nào mà đủ thì anh sẽ đưa em là đi giả phần, giả tiền cho em luôn. Vâng. Nếu mà em mà có mật ong ấy thì là lấy cho anh để mà anh bán hộ cho nhá. Vâng. Mật ong thì nếu mà đi lấy được nhiều ấy thì bán cũng rất là cao các bác ạ. Một lít thì cũng được rất là nhiều tiền rồi. Cho nên là để mà bán được như vậy thì tiết kiệm tiền. Nếu mà Hưng cứ đi lấy tổ ong bán thì độ tầm chắc phải tầm 10 năm, 20 năm thì có khi là đủ giả rồi. Ừ. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu thương cháu Lực. Cảm ơn các bác đã luôn luôn quan tâm tới những cái hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà.